dâng hương trồng ngát hương hoa đèn tươi xa. Đoàn thanh thiếu nhi đồng hoa ca kinh mừng Phật đản, quê vũ ca hoa đèn sáng soi tỏ rạng niềm tin theo ánh đao vàng. Cùng tiếng dâng hương trồng quá hoa mừng ngày Phật đản, mừng ánh sáng đao vàng truyền lan khắp cùng thế giới. Nam Bắc Tông hiệp hòa xin dương tranh đạo Thích Ca Mâu Ni Phật. Về đây ơi bao hân hoan cùng nhau đã vui ca vang, kính dâng hương hoa xinh tươi đèn xa. Màu hoa tươi thơm hương lành ánh đèn tỏa sáng tâm thành, cầu kinh chúc tán được quầng từ bi. Ngày lễ đang xanh đừng quần về tay buồn sáng, anh đào vàng hào quang tỏa sáng vô biên. Về đây lễ hội hoa đăng đồng thanh hát ca reo vang, Việt Nam nước thiên vinh quang đào vàng. Dâng hương trồng ngát hương hoa đèn tươi xa, đoàn thanh thiếu nhi đồng hoa ca kinh mừng Phật đản, quê ngũ ca hoa đèn sáng soi tỏ rạng niềm tin theo ánh đao vàng. Cùng kính dâng hương trồng quá hoa một ngày Phật đản, mừng ánh sáng đao vàng truyền lan khắp cùng thế giới. Nam Bắc Tông hiệp hòa xin dương tranh đạo Thích Ca Mâu Ni Phật. Về đây ơi bao hân hoan cùng nhau đã vui ca vang, kính dâng hương hoa xinh tươi đèn xa. Màu hoa tươi thắm hương lành ánh đèn tỏa sáng tâm thành, cầu kinh chúc tán được bằng phù đi. Càng mừng ngày lễ đang xanh thực Phật về tay nguồn sáng, anh đào vàng hào quang tỏa sáng vô biên. Về đây lễ hội hoa đăng đồng thanh hát ca reo vang, Việt Nam nước thiên vinh quang đào vàng. Về đây lễ hội hoa đăng đồng thanh hát ca reo vang, Việt Nam nước thiên vinh quang đào vàng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
niềm an vui thích ca vang người cha lành. Và từ đây bốn phương tràn ngập hào quang, tìm nguồn hoàn ta đón anh thiên đạo vàng. Nguồn từ bi hướng ngắt bay ngoài trời mây, mong từ bi sao sáng thơm khắp muôn lòng. Đón tâm tình đức thế tôn thương cồn tranh, ta hát mừng hương thế gian ngập hào quang. Đón tâm tình đức thế tôn thương cồn tranh, ta hát mừng hương thế gian ngập hào quang. Ngàn hoa thắm tươi, muôn hào quang sáng khắp trời. Hội mùa đàn say, vang lời kinh mừng Thích Ca. Vì đời trong luôn, Ngài giáng thế cứu muôn loài. Người đời nào người bốn phương mau về đây hát reo mừng, mừng ngày đẹp tươi gieo nguồn vui trang khắp nơi. Nguyện một niềm tin cùng chung sức theo cha lành, và nguyện hôm trang đến vị thành và miền quê cát trắng qua khắp núi cao, đồng hướng theo đạo màu vang tiếng kinh nguyện cầu cho đời lạc an. Đường huy có còn dài, niềm tin vẫn còn hoài, không bao giờ một ngày vui thống nhất khắp nơi trên gian. Nào người bốn phương mau về đây hát reo mừng, mừng ngày đẹp tươi chung niềm vui trao đắm say. Ngày đẹp trên Thích Ca ngài lòng từ bi.
đời ghi nhớ. Thích Ca ngài lòng từ bi, ngày đẹp trên gian khắp nơi mừng vui. Với những bài hát âm hưởng dân ca, một bài hát đầu tiên mà hai chị em con xin gửi tới, một bài hát được mang tên Quê Hương Ba Miền, con xin gửi tới một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn ạ. Oh,
con có duyên sự cầu thành đảnh lễ xin tán bằng sau khi tạm bồ tát ma nó Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 9 tháng 4 năm Nhâm Dần và ngày lễ Phật Đản. Chúng con có duyên lành được ban trị sự Phật giáo huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai tư tưởng đến nơi Phật ăn, tình thấp Phật ăn chúng con. Quý Hòa Thượng, Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni trong huyện nhà đã cùng tổ chức buổi lễ Phật Đản tại Thiền Tháp Phật Ông chúng con. Và giờ này đến giờ chúng con cung thỉnh quý Ngài Văn Lâm. Đáp lời cung thỉnh của ba tổ chức con xin Chư Tôn Hòa Thượng chúng con nhận thấy nơi hội trường tiếp phía cánh phải của hội trường chúng ta sẽ có bộ phận truyền thông ghi âm và chụp hình quay phim cho chúng ta để hội trường có thể lên đẹp mắt. Chúng ta hoan nghênh các Phật tử di chuyển ở lên phía trên giải đất của ngồi ở phía sau để cùng tham dự và lên. Nam mô Ba Bà Giáo Chủ Điều Nhiệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chúng Sinh. Cung kính được cùng đông phòng người niềm vui ngày Phật Đản. Hôm nay là ngày 9 tháng 4 năm Nhâm Dần, nhằm ngày 9 tháng 5 năm 2022 tại Thiền Thất Phật Ân. Lần đầu tiên, Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam huyện Tân Phú
và được sự chấp thuận của chính quyền xã Trà Cổ cũng như huyện Tân Phú đã cho phép tổ chức đại lễ Phật Đản Phật lịch 2566 dương lịch 2022. Vào giờ lễ này, quý ngài và chư vị đã đáp lời thỉnh cầu quang lâm chứng dự. Chúng con đại lao ban tổ chức và thay lời những người thực hiện chương trình, chúng con xin phép được thông qua nội dung chính của buổi lễ như sau. 1. Niệm Phật cầu gia hộ. 2. Chào quốc kỳ, đạo kỳ, phúc mặc niệm. 3. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. 5. Dâng hoa cúng dường. 6. Tặng hoa chúc mừng. 7. Tuyên đọc thông điệp Phật Đản. 8. Tuyên đọc diễn văn Phật Đản. 9. Tặng quà. 10. Phát biểu của đại diện chính quyền. 11. Thả bông bóng và bồ câu cầu nguyện hòa bình quốc thế dân an. 11. Nghi thức cúng dường lễ Phật Đản. 12. Cảm tạ của ban tổ chức. Và cuối cùng là hồi hướng bế mạc. Ngưỡng bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể pháp hội đạo tràng. Nương lịch sử tìm về quá khứ, nghe đất trời kể lại chuyện người xưa. Ngày ấy vũ trụ thênh thang, mây màu bạch ngọc, tiếng hát chư thiên vút lên, muôn hoa vươn cánh và nắng phơi mình trên mấy ngọn vô ưu, rồi nắng cung nghinh đấng điều ngự vào đời. Đó là không gian nhiệm màu của nhiều thế kỷ trước, và đó cũng là dòng sông Hằng lấp lánh màu từ bi. Ca Tỳ La Vệ dần dần Phật hóa, 80 năm bóng Như Lai ngự tọa, muôn ngàn giọt lệ bi thương đã khô, đất Thiên Trúc bừng sức sống mới. Vì bình minh đã đến, đến trong ánh đạo thiên, ngự trong trái tim Hộ Minh Bồ Tát, cho người con xứ Ấn không còn mang giấc mơ nhọc nhằn đi tìm bình đẳng, cho nhân gian tỉnh giấc mơ đời. Rồi hôm nay, hơn 2.500 năm trôi qua, lại một mùa lung linh Phật, lung linh hoa, những ngọn cờ ngũ sắc được tung bay dưới trời xanh cao rộng, tiếng chim, cánh bướm, vạt nắng, chùm hoa, tất cả như đang lan tỏa, rộn rã muôn nơi, báo hiệu một mùa Phật Đản nữa đang trở về, niềm hoan hỷ cũng theo về. Như thế, Phật Đản là một lễ hội văn hóa, là mạch sống tâm linh lâu đời sung trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Sự kiện này không chỉ tôn kính Đức Phật, mà còn là ngày chúng ta tìm lại cho chính mình ngôn ngữ của yêu thương, hòa bình và lòng hướng thiện. Dẫu trải qua những thăng trầm của đạo Pháp, những thịnh suy của thời phong, chiến tranh của nước nhà, lễ Phật đã nhiều lúc bị thu hẹp, bị tổn thương, nhưng ngày nay đã được thay đổi, được hồi sinh trên tinh thần khoan dung tư tưởng, giàu bản sắc văn hóa. Cụ thể hơn, Phật Đản được người con Việt và những người yêu mến đạo Phật đón nhận đầy tôn trọng và thành kính chính trên quê hương mình. Hòa trong sự nô nức vui mừng đó, nơi đây, nơi mái chùa Phật Ân nhỏ bé mới mẻ, ngự tọa trên mảnh đất Trà Cổ, đầy nắng, đầy gió, đầy bụi đường cũng mới mẻ này, nhưng tất cả chúng con đang kết nối những trái tim đầy năng lượng thiện lành, thành kính và trong sạch, mát rượi dâng lên cúng dường Đức Từ Phụ với một lễ đài trang nghiêm và hội chúng thanh tịnh với sự chứng minh mật thùy của Tam Bảo Lực. Đó chính là lý do của buổi lễ hôm nay. Con xin phép long trọng tuyên bố. Và thập phần viên mãn, chúng con thành tâm cung thỉnh quý ngài và kính mời toàn thể hội chúng đồng khởi thân đứng chắp tay trang nghiêm niệm Phật cầu gia hộ. Chúng con xin cung thỉnh hòa. Thành tâm cung thỉnh quý ngài và chư vị đồng hướng về Phật Pháp
hướng về tổ quốc để cùng cử hành nghi thức chào cờ, quốc ca, đạo ca, xin cử hành. Niệm xin bắt đầu. Cát tường nơi khuôn viên của thiền thất Phật Ân, chúng con nhận thấy quý ngài đã đáp lời thỉnh cầu quang lâm trở về đây. Ngoài sự chứng minh chú nguyện cho buổi lễ, chúng con đang đón nhận năng lượng an lành từ bi từ phía chư tôn đức. Chính vì thế, nơi hàng ghế danh dự, ban tổ chức chúng con thành tâm được cung đón và giới thiệu sự quang lâm bi mẫn của hòa thượng đạo hiệu Thượng Pháp Hạ Cần, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tân Phú, trưởng ban tổ chức đại lễ. Ban tổ chức thành tâm được cung đón và giới thiệu thượng tọa Quách Thành Sát Ha, ủy viên hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ban tổ chức thành tâm được cung đón và giới thiệu thượng tọa Thích Quảng Trường, phó ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tân Phú. Đại đức Thích Pháp Lợi, phó ban kiêm chánh thư ký ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tân Phú. Đại đức Thích Nguyên Tôn, phó ban kiêm trưởng ban nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tân Phú. Ban
ban tổ chức được cung đón Thượng tọa Thích Chánh Định, ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Ban tổ chức chúng tôi thành tâm được cung đón và giới thiệu Thượng tọa Thích Chơn Nhã, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Ban tổ chức xin được thành tâm giới thiệu Đại Đức Thích Minh Tấn, trụ trì chùa Giác Hoàng, tỉnh Bình Dương. Và một duyên lành, hôm nay chúng con cũng đón nhận sự quan tâm biên mẫn của Thượng tọa Thích Nhuận Phước, trưởng ban nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Về phía chư ni, cho phép chúng con được giới thiệu ni sư Thích Nữ Như Phương, trưởng phân ban ni giới huyện Tân Phú. Sư cô Thích Nữ Như Vân, trụ trì thiền thất Phật Ân, phó ban tổ chức đại lễ. Bên cạnh phương danh quý ngài mà chúng con vừa giới thiệu thì có sự hiện diện chứng minh và góp lời trợ duyên cho buổi lễ hôm nay là chư tôn tịnh đức tăng ni trú trì các từ viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường trong và ngoài huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, cho phép chúng con được cung đón bằng niềm tôn kính nhất. Đồng hành cùng Phật giáo qua các sự kiện quan trọng không thể thiếu những vị lãnh đạo chính quyền, cho nên nơi hàng ghế danh dự chúng tôi vô cùng hoan hỷ và trân trọng giới thiệu. Về phía lãnh đạo huyện Tân Phú, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Phúc Vĩnh Châu, phó ban dân vận huyện Tân Phú. Ban tổ chức xin được trân trọng tiếp đón ông Đinh Tuấn Đạt, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Phú. Xin được trân trọng tiếp đón ông Phạm Công Gia, chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Tân Phú. Ông Đặng Tấn Thành, chuyên viên phòng nội vụ. Về lãnh đạo chính quyền xã Trà Cổ, chúng tôi xin được trân trọng tiếp đón và giới thiệu ông Nguyễn Chí Bình, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Cổ. Ông Đặng Xuân Thành, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trà Cổ. Và tháp tùng cùng phái đoàn, chúng tôi nhận thấy có quý vị lãnh đạo chính quyền các cấp và đặc biệt là quý nam nữ Phật tử gần xa đang có mặt để cùng đón nhận mùa Phật đản Phật lịch 2566. Xin chúng ta dâng một tràng pháo tay lớn và dài để chào đón tất cả quý vị. Chúng tôi không quên gửi lời cảm ơn âm thanh ánh sáng, các vị truyền thông đã đến đưa tin cho buổi lễ. Chúng tôi xin được cảm ơn và chào đón tất cả quý vị. Và một điều đặc biệt và vô cùng hoan hỷ đó là hôm nay một ngày vui của là bên chúng tôi là những tu sĩ, những Phật tử, nhưng bên cạnh đó có các vị lãnh đạo đại diện các tôn giáo bạn cũng đang có mặt. Nhưng mà bởi vì chúng tôi không có cập nhật kịp tin tức từ ban truyền thông, cho nên quý vị nhưng những ngày hôm nay chúng con trở về đây đều mang theo bên mình một con tim trọn vẹn, không phải là nửa con tim, nửa cánh hoa, mà là trọn vẹn tất cả những cánh hoa và những con tim để dâng lên cúng dường Tam Bảo. Nhưng ngày rất là quan trọng, ngày đại lễ Phật đản, những lẵng hoa, những cánh hoa tươi thắm vào giờ này sẽ cử hành trong nghi thức dâng hoa cúng dường. Xin phép bắt đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nữ Phật tử tại đạo tràng Thiền Thất Phật Ân đã dâng lên những lẵng hoa vật của đại diện chùa Nam Sơn, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Con xin thành tâm cung thỉnh Thượng Tọa Quách Thành Sát Tha lên tặng lẵng hoa, và chúng con xin cung thỉnh Hòa Thượng Trưởng Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam huyện Tân Phú đón nhận. Để cùng chúc mừng chụp máy kiểu đi và cùng cảm ơn lãng hoa của chùa Nam Sơn, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chúng con xin thành kính tri ân Hòa Thượng và Thượng, và xin mời sư cô Như Vân, phó ban tổ chức lên trao và tặng. Xin mời ông Đặng Tấn Thành. Đặng Tấn Thành trở về vị trí tặng, và một vị đang đón nhận một không gian rất là ý nghĩa. Một tràng pháo tay nữa từ hội chúng, chúng con xin thành tâm cung kính. Nói là trong hội trường của chúng ta, ngoài sự mà trang nghiêm như thế này, thì bên cạnh đó cái điều mà điểm tô cho cái hội trường này chính là những lẵng hoa rất là tươi thắm. Nhưng mà bởi vì thời lượng của chương trình cũng như là cái sự cố vừa rồi mà cho không cho phép và chúng ta được bày tỏ cái tấm lòng thành đến tất cả các đơn vị tập thể và cá nhân để lên đây cùng dâng những cái lẵng hoa để dâng cúng dường. Nhưng mà cho phép con được đại lao ban tổ chức và thay lời sư cô trụ trì Thiền Thất Phật Ân xin được nêu phương danh các lãng hoa, các phần quà đã gửi đến để cùng chúc mừng. Trước hết là lãng hoa của lớp tiến sĩ chuyên ngành quản trị giáo dục. Thứ hai, lãng hoa của cựu lớp tiến sĩ quản trị nhân sự. Thứ ba, tăng ni sinh khoa triết học Phật giáo Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh khóa 7, lớp cơ bản 3 và cao đẳng, lớp cơ bản 4 và cao đẳng 3, trường Phật học Đại Tòng Lâm. Lãng hoa của chùa Tam Phước, huyện Long Thành. Lãng hoa của tỉnh xá Ngọc Phú, chùa Thiên Quang, tỉnh An Giang, chùa Bửu Quang thuộc hệ phái Phật giáo Nam Tông. Lãng hoa của ban nghi lễ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, và rất nhiều những lãng hoa phần quà cũng như phong thơ đã gửi đến cũng vừa cũng như chúc mừng ban tổ chức cho phép chúng con được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả quý vị rất nhiều. Cho chúng ta một thông điệp hòa bình, yêu thương và lòng hướng thiện. Và thông điệp đó được truyền thừa từ nhiều thế kỷ qua, nhưng thông điệp đó không bao giờ mất đi giá trị và không bao giờ hết cái sự bổ ích cho tất cả những người con Phật và những người yêu mến đạo Phật. Chính vì thế, đại lễ Phật đản hôm nay, chúng con sẽ được đón nhận thông điệp Phật đản từ Đức Quyền Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Hòa Thượng Đạo Hiệu Thường Trí Hạ Quảng. Và thông điệp đó chúng ta sẽ được lắng nghe qua lời diễn đọc của Thượng Tọa Thích Quảng Trường, Phó Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tân Phú. Chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng Tọa. Hội chúng hãy dành một tràng pháo tay nữa thật lớn và dài để cung đón Thượng Tọa Thích Quảng Trường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn giáo phẩm chứng minh đại lễ. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Thượng Pháp Hạ Cần, thành viên ủy viên ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tân Phú chứng minh đại lễ kiêm trưởng ban tổ chức. Kính thưa quý vị đại diện huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Tân Phú, kính thưa quý vị đại diện đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Trà Cổ và ban ngành chi bộ sở tại,
kính thưa liệt quý vị hân hào nhân sĩ, chúng tôi thay mặt ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như ban tổ chức đại lễ xin tuyên đọc bức thông điệp của Đức Quyền Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Hội đồng Chứng minh Hà Nội, ngày 1 tháng 4 năm Nhâm Dần Phật lịch 2566, dương lịch 2022. Thông điệp đại lễ Phật đàn Phật lịch 2566 của Đức Quyền Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính gửi chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Ni Trường, Ni Sư, Đại Đức, Tăng Ni, quý cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài. Mùa Phật đản lại về, người con Phật khắp năm châu lại hân hoan chào đón ngày Đức Đạo Sư mang ánh sáng trí tuệ bao la và suối nguồn yêu thương bất tận đến cho nhân loại. Đây là dịp cho tất cả chúng ta ôn lại lịch sử của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, là cơ hội để người Phật tử chiêm nghiệm sáng theo lời dạy vàng ngọc của Ngài, đi theo con đường giác ngộ của Ngài để đưa nhân loại đến hòa bình, an lạc và hạnh phúc. Đức Phật dạy mọi sự vật hiện tượng đều do duyên sinh. Theo đó, con người có trách nhiệm trong mọi suy nghĩ, hành động của mình để bảo vệ sự đẹp của hình hành tinh và có vai trò quyết định sự phồn vinh thịnh vượng, tương lai của vũ trụ mà chúng ta đang sống. Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Thế Tôn là dạy: người nào không thành tựu thánh giới, thánh tuệ, thánh định và thánh giải thoát thì người đó tự rời khỏi pháp và luật của Đấng Như Lai. Tu tập giới định tuệ là thể hiện trách nhiệm của bản thân đối với chính mình, với tha nhân, với nhân sinh và với xã hội. Theo lời dạy của Đức Phật, trách nhiệm xã hội là tiêu chuẩn của cả đạo đức và cả nhân và đạo đức xã hội. Mỗi cá nhân, mỗi tổ chức đều phải có trách nhiệm, nghĩa vụ hành động và hạnh phúc an lạc cho nhân loại. Do vậy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người đệ tử Phật cũng phải nêu cao đạo hạnh, nghiêm trì giới luật và tuân thủ pháp luật, đồng thời siêng năng thực hành giáo lý từ bi hỷ xả để nuôi dưỡng tâm. Đó chính là nền tảng trách nhiệm của xã hội, xóa bỏ điều ác hận thù vô cảm trong xã hội. Đây cũng chính là tiền đề và là động lực để mọi chúng ta thực hiện trách nhiệm xã hội của mình, cùng nhau xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Mùa Phật đản năm nay trở về trong không khí hân hoan hơn 2 năm dịch bệnh Covid-19, phải thực hiện giãn cách xã hội ở nhiều mức độ khác nhau. Ngay lúc này, người con Phật càng phát huy hơn nữa truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc. Mỗi tăng ni cần nêu cao trách nhiệm và làm tròn bổn phận của mình trên tinh thần kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết và phát triển, nỗ lực không ngừng làm cho đạo Phật sinh minh, xây dựng giáo hội vững mạnh, tiếp tục
đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Kính mừng đại lễ Phật đàn, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi gửi lời tán thán công đức tới chư Tôn Đức Tăng Ni và cấp giáo hội và cơ sở từ viện trong cả nước, đồng bào Phật tử Việt Nam ở nước ngoài và ở đã làm tốt công tác phụng sự nhân sinh suốt tốt đời đẹp đạo. Kính chúc tất cả sống an lành trong giáo pháp của Đức Như Lai. Nam mô Hoa Nghị Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Thay lời ban tổ chức, con xin phép được tri ân Thượng tọa Thích Quảng Trường và xin tri ân toàn thể đại chúng vừa lắng nghe bức thông điệp Phật đản từ Đức Trưởng lão Hòa Thượng Đạo Hiệu Thượng Trí Hạ Quảng, quyền Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Gương bạch quý ngài, kính thưa liệt quý vị, ca ngợi Đấng Thế Tôn, ca ngợi Đấng Chánh Giác, thì chúng con hiểu rằng hư không khả lượng phong khả kế, vô năng thuyết tận Phật công đức. Nhưng trong buổi lễ hôm nay, chúng ta, chúng con cũng luôn luôn muốn dành những năng lượng tôn kính đến Đức Từ Phụ của mình. Diện văn Phật đản chúng ta sẽ được nghe sau đây với sự tuyên đọc của Đại Đức Thích Pháp Lợi, Phó Ban kiêm Chánh Thư Ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, huyện Tân Phú. Chúng con xin thành tâm cung thỉnh Đại Đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn giáo phẩm, chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni hiện diện đạo tràng chứng minh. Kính thưa quý vị lãnh đạo, hiền ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng các ban ngành đoàn thể huyện Tân Phú và xã Trà Cổ. Kính thưa toàn thể đạo tràng lễ hội, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin được tuyên đọc diễn văn Phật đản Phật lịch 2566 dương của Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn túc hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni, kính thưa quý vị cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, kính thưa liệt quý vị, ngược dòng thời gian cách đây 2646 năm, vào ngày trăng tròn tỏ rạng của tháng Vesak thiêng liêng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã sanh tại vườn Lâm Tỳ Ni thuộc xứ Ấn Độ cổ đại, nay là Nepal. Đức Phật đản sinh đã trở thành một sự kiện hy hữu của toàn nhân loại. Ngài là một chúng sinh duy nhất, một con người phi thường xuất hiện trên thế gian này vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông, vì lòng bi mẫn, vì sự tốt đẹp, vì lợi ích và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Trải qua quá trình tu tập, chứng nghiệm tâm linh, cũng vào thời khắc trăng tròn Vesak tại Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ, Ngài đã giác ngộ thành Phật trong công cuộc hoàn pháp và độ sanh. Ngài đã để lại cho nhân loại một kho tàng hệ thống tư tưởng giáo lý vô giá về trí tuệ, lòng từ bi, tinh thần bất bạo động,
con đường giải thoát khổ đau hòa hợp và phát triển thông qua giáo lý Bát Chánh Đạo là bản thể của Trung Đạo và ba môn Vô Lậu Học, Giới, Định, Tuệ là con đường độc nhất đưa chúng sanh đến chứng quả Niết Bàn và thành Phật. Ngày nay, đại lễ Phật Đản Vesak đã trở thành lễ hội tôn giáo vì hòa bình của Liên Hợp Quốc, là đại lễ thiêng liêng của hàng triệu tín đồ trên toàn thế giới. Trong bối cảnh nhân loại đã trải qua 2 năm đại dịch Covid-19 cùng với sự đe dọa của biến đổi khí hậu, xung đột và chiến tranh cướp đi sinh mạng của hàng triệu con người, thì Phật Đản là thời gian để lại để Liên Hợp Quốc phát đi thông điệp của Đức Phật về hòa bình, lòng khoan dung, về thế giới không chiến tranh mà thay vào đó là tình thương, lòng bi mẫn, phụng sự con người và chúng sanh. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã khẳng định rằng giáo lý của Đức Phật là thông điệp vượt thời gian về sự đoàn kết và phụng sự tha nhân ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nhân ngày Phật Đản Vesak, chúng ta hãy cùng nhau tôn vinh trí tuệ của Đức Phật bằng cách hành động vì người khác trên tinh thần từ bi và hòa hợp, cũng như đổi mới cam kết của chúng ta nhằm xây dựng một thế giới hòa bình. Kính thưa liệt quý vị, mỗi độ sen nở độ khắp các miền quê trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta, cũng là thời gian chư tăng ni và Phật tử Việt Nam lại hân hoan cùng với Phật giáo đồ trên toàn thế giới đón mừng ngày khánh đản của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật năm Phật lịch 2566. Phật Đản năm nay trở về trong niềm vui chung của nhân dân cả nước trước tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, cuộc sống trở lại bình thường, kinh tế xã hội đang trên đà phục hồi và phát triển nhanh, bền vững, đời sống nhân văn hóa, sinh hoạt tâm linh mang lại sự phấn khởi, tươi vui cho tất cả mọi người. Như trong Kinh Pháp Cú có dạy, vui thay Đức Phật ra đời, vui thay giáo Pháp khắp nơi hoàn truyền, vui thay tâm chúng đoàn viên, vui thay bốn chúng kết duyên tu hành. Kính mừng đại lễ Phật Đản năm nay cùng đúng vào thời gian Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành phố đang tập trung trí tuệ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2022-2027, tiến tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 sẽ tổ chức vào tháng 11 năm 2022 tại thủ đô Hà Nội. Để mọi người được thành tựu, mỗi tăng ni cần khắc ghi và thực hành lời của Đức Phật về giáo lý tứ nhiếp pháp. Bố thí là bằng tâm thanh tịnh nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn sau đại dịch Covid-19. Ái ngữ là dùng từ lời từ hòa hướng dẫn mọi người an trú vào pháp thiện. Lợi lành là làm lợi ích cho mọi người và xã hội. Đồng sự là sự hòa hợp dấn thân và phục vụ để khuyến hóa mọi người phát tâm tu tập theo thiện pháp hướng đến nhất thiết trí thành Phật. Đây chính là con đường dẫn đến sự thành công của mọi công tác Phật sự. Đó cũng chính là con đường để giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong giáo hội, đồng thời là điều kiện quan trọng quyết định sự thanh tịnh, hòa hợp và thành công của đại hội trên tinh thần kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết và phát triển. Trong niềm hoan hỷ vô biên, kính chúc chư tôn đức tăng ni, quý vị cư sĩ và đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài một mùa Phật Đản an lạc, vô lượng cát tường, thành tựu viên mãn các Phật sự, lợi đạo ích đời trong tinh thần xương minh đạo pháp.
phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật nhân ngày đại lễ Phật đản Vê Sắc năm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Động quả thật, khi mà niềm vui được chia sẻ thì niềm vui nhân lên, và khi nỗi buồn được chia sẻ thì nỗi buồn được vơi đi, và đó cũng là thông điệp của Phật giảng đến được với trái tim. Trong dịp đại lễ Phật đản hôm nay, ngoài đó, sư cô trụ trì Thích Nữ Như Vân có xin phép và hội ý từ phía Chư Tôn Đức trong ban trị sự sẽ có những phần quà để tặng đến các hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh có những hoàn cảnh khó khăn nhưng hiếu học. Đó là 50 chiếc xe đạp rất là mới, rất là xịn, để tạo phương tiện cho các em đến trường dễ dàng hơn. Bởi vì cái địa hình ở huyện Tân Phú và Trà Cổ chúng ta thì đôi khi có những nơi còn khó khăn. Và cái điều đó là cái sự quan tâm với xuất phát từ lòng từ bi của người con Phật. Chúng con được sự chỉ dạy của Chư Tôn Đức trong ban trị sự là trong buổi lễ này sẽ có tặng tượng trưng cho các em học sinh, nhưng ông Phạm Công Gia, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ huyện Tân Phú hoan hỷ tiến lên phía trước để đón nhận tấm quà, tấm món quà của ban tổ chức, để chúng ta sau đó thì sẽ bố trí và phân bố trao lại cho các em học sinh, tiền đi lại cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng mà rất là hiếu học. Xin quý vị trợ duyên cho chúng tôi mang ơn tấm lòng của sư cô. Rất là nhiều Phật tử, rất là nhiều lễ này. Và tuy nhiên cái việc mà tặng xe là một cái việc rất là thiết thực và hay. Trân trọng kính mời ông Phạm Công Gia lên để và cụ thể là sư cô Như Vân. Một tràng pháo tay nữa, một tràng pháo tay nữa thật lớn và dài để cùng chúc mừng và cùng cảm ơn tấm lòng của Chư Tôn Đức ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tân Phú. Cảm ơn sư cô Như Vân và cảm ơn ông Phạm Công Gia, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ huyện Tân Phú. Mối quan hệ sắc son để chúng ta cùng giúp để cùng tham dự đại lễ, đó là các vị lãnh đạo chính quyền các cấp từ phía xã Trà Cổ cho đến huyện Tân Phú. Vào giờ này một lời phát biểu không thể không ý nghĩa hơn. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Đặng Xuân Thành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trà Cổ, một người cũng đã gắn bó với Thiền Thất Phật Ân và giúp đỡ rất là nhiều từ cái ngày xây dựng cái ngôi Phật Thiền Thất Phật Ân này. Kính thưa Đức Hòa Thượng Thích Pháp Cần, Trưởng ban trị sự Phật giáo Việt Nam huyện Tân Phú, Trưởng ban tổ chức đại lễ Phật đản năm 2022. Kính thưa toàn thể quý tăng ni, hòa thượng gần xa đến dự buổi lễ. Kính thưa đức tăng ni, các tự viện trên địa bàn huyện và toàn thể quý vị đại biểu Phật tử gần xa đến dự buổi lễ. Hôm nay tôi được vinh dự thay mặt cho Đảng ủy và Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trà Cổ đến dự buổi đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 năm 2022. Kính thưa quý đại biểu, đại lễ Phật đản năm nay diễn ra trong thời điểm các tầng lớp nhân dân cả nước đang tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với niềm tin đó, tôi thay mặt cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trà Cổ, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trà Cổ kính đề nghị bà con Phật tử xã Trà Cổ cùng nhau xây dựng xã Trà Cổ hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022, xây dựng xã Trà Cổ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Nhân dịp đại lễ Phật đản
hôm nay tôi xin đại diện cho Ban chấp hành Đảng bộ xã và nhân dân trong xã kính chúc quý tăng ni Phật tử trên địa bàn huyện hưởng một mùa đại lễ Phật đản đầy vui tươi, an lành và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Đặng Xuân Thành. Người Bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý vị, hòa bình và khát khao được hòa bình, đó là điều mà chúng ta luôn mong mỏi và luôn hướng đến. Chúng ta vừa trải qua những biến cố của cuộc sống, khi chúng ta phải đối diện với bệnh tật, với chiến tranh, với xung đột. Người con Phật chúng ta làm gì trước những xung đột và những bất an đó? Chỉ có lời cầu nguyện, chỉ có sự đoàn kết, nắm tay nhau để cùng kết nối, cùng lan tỏa những năng lượng yêu thương. Bởi vì cuộc sống này là vô thường, là biến đổi. Buổi lễ hôm nay, một hình thức nhưng rất nội dung rất là ý nghĩa, đó là gửi gắm sự mong mỏi đó, lời nguyện cầu đó, cầu nguyện cho quốc thế dân an, thế giới hòa bình và chúng ta có được mạnh khỏe bình an trong cuộc sống. Đó là nghi thức thả những chiếc bong bóng nhẹ tên bay bổng lên bầu trời kia, những cánh chim biểu tượng cho hòa bình, cho tự do, cho bình đẳng. Và giờ này chúng con thành tâm cung thỉnh Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa trực thuộc Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tân Phú và Thượng Tọa Quá Thành Sát Tha, Thượng Tọa Chánh Định, Thượng Tọa Thích Nhuận Phước đại diện cho Chư Tăng khởi thân để tiến lui phía sau hội trường. Thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, tất cả các Phật tử chúng ta đứng tại huyện Tân Phú hoan hỷ khởi thân. Về đây quỳ dưới chân Phật đài, dâng lên hương trầm nguyện ước không hề phai. Con xin mười phương chư Phật chứng giám, tâm thành con luôn khắc ghi theo bước cha lành tu hành. Ngước lên đài phén con chắp tay nguyện cầu, quy y đạo màu bồi đắp cho ngày sau, thân tâm bình yên bao phiền não dứt, thấy lòng từ bi nở hoa, đời con muôn nước muôn lời ca. Chuẩn bị cử hành chuông trống bát nhã. Bát nhã sẽ được cử hành vào giờ phút này. Đại chúng cùng chắp tay lắng lòng hướng về mười phương chư Phật, Đức Từ Phụ Sơ Sanh để cùng cúng dường năng lượng thành kính mừng Phật đản Phật lịch 2566. Xin cung thỉnh toàn thể pháp hội đào tràng.
Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh Giới Hương Định Hương Như Huệ Hương. Giải thoát, giải thoát, tri kiến hương quang minh văn đài điện pháp giới cúng dường Tam Bảo Kiến Thập Phương. Ở kim tuế thứ nhâm dần niên tứ nguyệt Phật đản các nhật nấu vì Việt Nam quốc Đồng Nai tỉnh Tân Phú huyện Trà Cổ xã Kim Nhật ban trị sự Phật giáo Việt Nam huyện Tân Phú cung ngộ Phật đản Phật lịch nhị thiên ngô bách lục thập lục niên Phật đồ chúng thiết lễ đài cúng dường Tam Bảo hướng thâu Tam Bảo hồn từ phủ thì chính giám kỳ nguyện công đức phù thắng nghi cầu nguyện thế giới hòa bình nhân dân an lạc dịch bệnh tận băng tiêu giám Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Na Ha Tát Thế Vương Kha Bàn Tử Ông Thiên Kim Thân Tú Nhị Nhiếp Thiên Cung Ngư Túc Hà Ngọc Tượng Trang Nghiêm Thất Thất A Liên Trì Giáo Pháp Tuyên Dương Vô Lượng Vô Biên Vô Số Ức Vàng Vàng Thề Chúng Sinh Nhi Hóa Đạo Đại Hùng Đại Lực Đại Từ Bi Thiện Duy Công Đức Vô Biên Tam Thắng Mặc Cập Già Giàng Ưu Thọ Hà Thị Hiện Đảng Sanh Nê Bồn Á Sư Á Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chưa đã được tăng hoan hỷ quay về làm cái chứng minh để tiếp tục mình sẽ trong lễ dịp sáng hôm nay. Với thiền thất Phật Ân từ ngày đầu mới đặt chân đến đây, sư cô Như Vân rất nhiều cái tâm tư, tâm huyết và nguyện vọng và chia sẻ với chúng con là những pháp hữu bạn đồng học tại trường Phật học Đại Tòng Lâm. Chúng con đã chứng kiến những cái bước đi chập chững đến hôm nay, một cái ngôi chùa chưa được công nhận nhưng hôm nay một cái đại lễ được diễn ra như thế này không phải ngẫu nhiên mà chúng ta có được cái duyên lành đó, chắc chắn là phước báo và duyên lành từ nhiều đời nhiều kiếp với sự hộ trì của Tam Bảo, mà cụ thể là Chư Tôn Hòa Thượng, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tân Phú và sự giúp đỡ của chính quyền địa phương. Điều đó đối với những người con Phật như chúng con, như chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh và rất là tri ân tất cả chư vị, quý ngài và chư vị. Thì có được một cái đại lễ, chúng con cùng với sư cô và đã cung thỉnh Chư Tôn Đức Trong Ban Trị sự những cái ý kiến, những cái lời chỉ dạy đã rất là lâu, đã một thời gian rất là dài, dù rất là lo lắng, chắc chắn buổi lễ không sao hoàn hảo và suôn sẻ như những các cái đại lễ ở các địa phương khác, đúng không ạ? Nhưng mà chúng con hy vọng rằng quý ngài sẽ vô cùng hoan hỷ, cũng như tất cả các vị chính quyền cũng sẽ cùng chung vui với chúng tôi ở một cái thời điểm như thế này. Và đó là một trong những cái lời cảm tạ tri ân mà sau đây sư cô Như Vân sẽ dâng lên quý ngài chứng minh. Và giờ này xin kính mời sư cô Như Vân, là người đã tâm huyết và lo lắng rất là nhiều ngày tháng trong cái suốt thời gian qua, nán lại một chút xíu thời gian nữa để cùng lắng nghe sư cô Như Vân sẽ chia sẻ và bộc bạch những nỗi lòng của mình, từ niềm vui cho đến nỗi buồn, cho đến những cái trở ngại, những cái trục trặc trong suốt cái quãng thời gian vừa qua. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Trưởng Ban Trị sự huyện Tân Phú, Trưởng Ban Tổ chức Phật đản tại Phật Ân Tự. Kính bạch Chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng, kính Chư Tôn Đức Ni, kính thưa các cấp lãnh đạo chính quyền, kính thưa các tôn giáo cạo bạn, kính chư huynh đệ đồng học các khóa, và thưa quý Phật tử xa gần thân mến. Lâm tỳ ni nở hoa lành, đón mừng Thái tử đản sinh ra đời. Tóc Đạt Đa đẹp tuyệt vời, bước trên bảy đỏ sen vàng long lanh. Thật vậy, hàng năm cứ mỗi độ trăng tròn tháng tư âm lịch, khi mùa sen bắt đầu tỏa hương thơm ngát, thì muôn triệu người Phật tử khắp nơi trên thế giới hân hoan đón mừng đại lễ Phật đản, một lễ hội tâm linh, lễ hội văn hóa, tôn giáo của thế giới. Hôm nay đây, đại lễ Phật đản được tổ chức nơi bổn tự Phật Ân chúng con. Đó là một điều nhân duyên thù thắng. Hơn 10 năm rời xa thầy tổ, xa mái trường để trở về
với vùng đất Văn Phú Đồng Nai, đất thép anh hùng làm Phật sự. Thời gian 10 năm ấy không dài nhưng cũng đủ mọi cánh cho những đứa con thiếu duyên trên bước đường hoàng hóa. Và hôm nay lần đầu tiên con được hội đủ nhân duyên lành để được ban trị sự về đây tổ chức tại nơi Phật ăn đất Trà Cổ này đại lễ Phật Đản. Chúng con cảm thấy mặc niệm một sự hoan hỷ quá là to lớn, xúc động. Lời nói nào đâu nói lên đầy công đức, gác ghi vào đâu để trả nghĩa hơn này. Cho nên chúng con có lấy lá trên rừng làm giấy, đại dương làm mực cũng không tả xiết sự vui mừng của ngày hôm nay. Kính bạch chư tôn thiền địch, kính thư liệt quý vị, ngày Phật Đản muôn đời con vẫn nhớ. Phá thân người chuyên chợ bóng chân thường, Đức Thế Tôn đã vắng bóng trên 2000 năm mà chúng con vẫn như tái hiện đấng cha lành nơi đây. Tịnh xá kỳ hoàng của ngài các cô độc dân cúng núi Linh Thú, rừng Kusinaga, Kautina, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, như cứ hiện mãi trong con. Giờ này đây, một buổi lễ Phật Đản đã diễn ra hết sức ý nghĩa và tốt đẹp. Tất cả có được ngày hôm nay là sự kết tụ bằng tinh thần đoàn kết, hòa hợp, cõi lòng, trí thành, đạo tâm thuần khiết và niềm hân hoan của tăng ni Phật tử dâng lên cúng dường Đức Phật nhân kỷ niệm đản sanh. Có được sự thành tựu này là nhờ chư Hồng Ân Tam Bảo gia hộ, lòng bi mẫn chỉ giáo của chư Tôn Thiền Đức huyện nhà, sự quan tâm ưu ái của thầy tổ và chư huynh đệ các khóa học và của quý Phật tử gần xa, kẻ của người công về ủng hộ và động viên tinh thần, và nhất là tình cảm thấm thiết của các cấp lãnh đạo huyện và tại địa phương đã nhiệt tình ủng hộ trong buổi lễ hôm nay diễn ra một cách trang trọng, trang nghiêm và tốt đẹp của đại lễ 2022 Phật lịch 2566 tại trú xứ Phật Ân, xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai thành tựu viên mãn. Kính thay mặt ban tổ chức chúng con kính đảnh lễ chư Tôn Hòa Thượng chứng minh kính niệm ân và tri ân tất cả. Chúng tôi xin chân thành tri ân và cảm tạ quý vị tôn giáo bạn cũng thân lâm về đây dự lễ ngày Đức Phật ra đời. Kính chúc quý vị thân tâm an lạc, đạo vị chuyên cần. Chúng tôi vô cùng trân trọng và biết ơn lãnh đạo các cấp chính quyền huyện và tại địa phương. Kính chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe và hoàn thành công tác của mình mà đảng và nhà nước giao cho. Đồng thời xin trân trọng tri ân quý vị quan khách, quý Phật tử và quý ca sĩ đã đến chúc mừng ủng hộ tinh thần cho chúng tôi trên bước đường phụng sự đạo pháp và dân tộc. Tặng hoa và thẻ tóc, lời mời của ban tổ chức thân lâm tham dự trong buổi lễ sáng nay, quý vị được sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và trí tuệ sáng suốt. Chúng con một lần nữa kính cảm ơn ban trị sự Phật giáo huyện Văn Phú
thầy tổ và chư huynh đệ vượt hàng trăm cây số khi hay tin trở về họ trợ. Ban trị sự nói chung cho chúng con nói riêng, quý vị luôn ủng hộ con trên bước đường tu nhân học Phật, phụng sự đạo pháp và dân tộc nơi vùng đất Tân Phú này. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, lần đầu tiên ban trị sự tổ chức tại nơi Phật An Tự, Phật tử và đệ tử tại nơi đây hết sức cố gắng nhưng không sao, nhưng không gian còn hạn hẹp và nhiều điều thiếu thốn, thế cho nên không sao tránh khỏi những điều sơ thất. Kính chư tôn đức và quý vị niệm tình hoan hỷ, nguyện cầu cho hạt giống từ bi trí huệ, tinh thần vô ngã vị tha mãi mãi sanh tư trong tâm thức của hàng đệ tử Phật, để tất cả được phước trí trang nghiêm, thân tâm thường lạc, quý ngài luôn sống trong hào quang của chư Phật. Lời cuối kính tri ân biết ân và lời chào thân ái trân trọng nhất. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát Phá Tài Chúng Minh. Có những dòng cảm xúc chúng ta vào giờ này, chúng con xin cung thỉnh quý ngài đồng khởi thân hồi hướng. Ban chung cổ ban con xin chắp tay trước Phật đài, mũi chân buông thả khỏi đôi vai, hết tiếng sầu thương hết tiếng thở dài, coi tạm phù du không phải là nhà, con xin chắp tay trước Phật đài. Phật thân vì diệu bóng hào quang và chiếu muôn phương ánh đạo vàng, tòa đức từ bi ta khổ lụy, cửa Phật từ bi cánh dương cam lộ chiếu ba miền, cửa Phật từ bi
đẹp quá một màu lam giản dị thành công giữa dòng đời. Tôi về gom lại muôn ngàn sắc thắm vẽ đến trọn đời nét hồn nhiên. Áo em thơm ngát khói trầm hương ngược gió bay trên khắp nẻo đường đem đến cho đời mùa hồng tình yêu tỏa sáng nơi em hương sắc nhân từ. Lam ơi Lam hiền là hạnh phúc cho ta một niềm thiết tha đưa ta đến chân trời yêu thương. Lam ơi Lam hiền một màu lam thanh khiết dưới ánh trăng rằm dịu mát cho quê hương.